Xin chào cả nhà. Mọi người ơi, dạo này bên Adelaide của mình là đang hiện là dịch đang gia tăng dữ dội nha mọi người. Cho nên bây giờ đang nghỉ hè mà không có chỗ đi chơi mọi người ơi, không có dám đi chơi. Cho nên bây giờ mình ở nhà đi ra ngoài vườn picnic thôi mọi ơi. Ra sao hè picnic thôi, cho nó chắc ăn. Đó, ra ngoài hè chơi thôi nha. Rồi nữa. Đã chiếu ăn mừng đám cưới Nhung. Không, nhất là ngoài này mát mà. Chiếu bự vậy mà ra còn chút xíu. Thôi, có mấy đứa thôi, chiêu đâu có ai đâu. Xích xích ở à, kia chút không anh? Hả? Được rồi. Dạ, được rồi. Chỗ cây hàng thẳng lối rồi coi. Mang lên cây đó rồi hả? Mang lên cây ra nữa. Hả? À? Lát mẹ một tí thôi. Dạ, thấy không? Đám cưới Nhung nè, bưng mâm chầu. Ừ. Nói chưa, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa. Trời ơi, cái cô ta đẹp vậy, để xuống cái chiếu cái nó ám. Nó làm hết nổi cái cô ta rồi. Ok, here come my partner. Trời, mang giá vô. Đấy, lấy rượu cái đi. Ôi, cho cái áo này rồi. Thấp đất rồi. Đất không à? Nãy làm mấy đó. Anh nhầm nhầm nhầm. Cái kỳ quá, cái chiêu nó làm án xấu lên cái này của tôi. Không mà kệ đi. Để ba ly ngủ lên cho nó đẹp chứ. Trời ơi trời, cái thùng mắt lịch sự. Để đi cắm chạy à. Ừ cũng được ha. Không cần phải lấy cái khăn che lại. Ê cái này tối tối đốt đèn lên đẹp bọn. Treo đèn đây rồi đấy. À, không? Tối chút hả? Ừ, được rồi, anh cắt sẵn đi. Vậy mình xích qua đó tí đi, mà không sao. À. Đi ra ngoài cho nó vui mọi người, ở ngoài, chắc này ở ngoài vườn nó mát lắm mọi người. Hôm nay là ăn trái cây rồi, hôm nay là trái cây rau củ đó nha, healthy nha. Con lấy á. Con lấy đi, con lấy, mày đang quay mà. Lấy đi. Hôm nay là đó, có rượu luôn nữa nha. Đó, ba treo lên đó nha. Ví dụ nào, cái cây đó đi. Em ai biết anh đâu, chết xin cây nó tối. Cái này Nhung thích nhất nè. Đó, cái gì mình cái mai Udi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Ờ, cái này là Udi của đó. Em bỏ cái chiếu này lên được không? Gấp lên chút. Không sao đâu, bỏ lên đó, sao đâu. Đứng là hơn. Không đây ha. Treo đèn lên. Giờ phải gắn đèn lên của hồi nó tối rồi khỏi khỏi chạy đó. Luôn. Ồ vậy được coi. Muốn lòng thòng xuống chút nữa không? Đưa nó qua bên góc bên đó để lát xe nó khỏi. Được rồi đó, gác này ở ngoài gió lạnh lạnh coi Nhung kìa trai ơi. Được á Nhung. Ừ đúng rồi, cái dây đó của anh dài vậy. Trời ơi, ấm cúng chưa, mốt dọn nhà ra đây ở luôn đi. Nãy lạnh lạnh không, anh đi sọt cái áo vô cho chắc ăn. Thôi mai họ có cái COVID. Dạ. Yo, cheers. Tối nay đừng có xỉn nha. Ê, cheers. Nhung nước vô. Nước vô nhung. Ôi trời. Cheers. For your racket. Trong đây nè. Cái này có này có lý không? Mốt làm uống uống đậu. Whatever, what is here? Mì. Dạ, dạ, ăn ba lát cái sàm này nè. Này, có bọt nữa nè. Đó là bánh mì gõ hả? Mới đưa lên cái công ty khoan. Nơi nắng quá trong ngoài hạ. Thử này nha, bữa. Cái bữa mì mua ngon quá. Yeah, the other one, we got the wrong one. Có I don't like this one. Không có vậy rồi, nhưng mà thì nó mua chicken nè. Nó mua chân thịt. Ngồi đây ngồi, đang đứng với mẹ. Trời, lấy khui xình ra.
Chuyển đổi nha. You only get three. Chuyển đổi nha. Nó ăn trái cây nè, healthy nha. Cái này là Pringle. Mà là ăn giặt hết chiên rồi nhá. Hết chiên rồi. I hate it. Cái cây nào ngon nó có mẹ không? Mình có ai làm ta? Cái cụ yếu quá. Ý Italy có vậy? Mè ngon. Thơm. Bên phô đồ. Ý cái này thơm á. Vô cơ bì ai chơi rồi. Vô ơi, kêu hoài càng kêu càng bật. Ai lắm đi rồi. Chưa. Thay phần khách. Bánh này là quýt vịt. Bữa ai cho ta ta. Ở phần khách. Đi giao đi, giao đi. Ăn tát. Thôi, tủ ăn đầy ăn các gì. Lắp, đó lắp luôn. Ow! Use your wrong hand. Dad, try pickle. Mm. Mom got it. Con này ăn đấy con, cái olive này ăn đấy con. Có nhiều cái nó chát. Dad, you only get a bit more. Ooh, look what we're doing. Hello. Hello. Where are you guys? Huh? We're in the backyard. You're in the backyard? Yeah, yep. Look. We are being bogan today. Aww, is that having like a charcuterie board? Yeah. Cause that's so un-Asian of you guys. Huh? But you know why? Cái chiếu nữa đúng không? Hả? Mấy mấy thằng à nương baby chúng để tất cả nó ngồi ăn cơm nhỉ? Yes. Nhưng mấy đó ăn cơm dưới đó không anh ơi? You know we're at semaphore jetty. We saw one seal there and they kept eating my trying to eat my bait. I said to you, oh, let's, no. Let's go to Lark's Bay, leave him here, and then we went to Lark's Bay. Quá mà. Nó nó ngon à. But they're so cute though. Huh? Yeah. Seals, they're so cute. I love them. They're like puppies, but Mom, they live in the ocean. I saw one like flipped on his arm. Mom went like having a supper there, right? Chui vô còn vừa nó nổi rồi. And this, I'll show you the video later. There was a seal, and he was just laying and flipping around the water. Nếu không mẹ không nghĩ là tự chơi với con. Very aggressive. And then I replied and I was like, oh, it's a sea pop-up. Hai mẹ con đang nghỉ hè nè, Nhung đang nghỉ hè lâu lắm đó mọi người. Đó, mình cũng được nghỉ 2 tuần lễ luôn nè. Mà bây giờ dịch không có đồ dùng messages. I get sick. Huh? Oh, Tyler. His phone is on the stand. You can see all the messages coming. Come in. Thôi thôi, nó không có gì. Please, please, Tyler. Mất mắt hả? Give it to me. Tell me, what are you going to do tomorrow? Huh? Play with Mom. We don't know yet. Play with Mom. Play with Mom. I got... Wait, what day do I have off? Wednesday. Làm gì đó? Bữa nay mới có nghỉ ngày thứ hai à. Oh, oh yeah, man. This is... Yeah. Chưa mà. Huh? Mai đây hay mai ta rồi. Mai mới bắt đầu. I got until the 10th. I don't know how many days that is. I think I still got 2 weeks. Don't get wine on you. Mới có ngày thứ hai. Cái này để rồi đây ăn chắc mập chết luôn trời. Gặp gì đâu. Are you wearing your hoodie? Yep. Mập rồi. No, I bought Brenton one. Is he wearing it? No, it's too hot here. Show mum your hoodie, babe. He's coming, hold up. Put it on for her. Mày quýnh cờ giống như cái mền vậy. Cái này đi cây mất mặt rồi ngủ luôn. Nóng giống như cái lò sưởi luôn.
Oh, look. Wait, look. Ah. Oh, wow. It literally fits him. It literally fits him. Yeah. How are you? It's just an oversized hoodie. So help. It looks great. Oh, yeah. I got him like because they bought me the red Harry Potter one. So Brenton got the green Harry Potter one. Mm-hmm. Nó có con người bực không? Nó có đèn nữa. Tối đi, rồi mở đèn lên liền. Hôm nay đủ đồ chơi hết. I wanted to sleep in the tent. Chứ Dũng was trying to put a tent up for Nhung, but it didn't work. Cause the tent luôn lại bỏ hương bà nữa. Mấy cái xin á, nó không pull together, sao nó hâu cái đó. We can sleep in there, mom. Mình đi lấy băng keo mình quấn từng cái, mà bây giờ cái này mình cũng chưa bao giờ mình gắn cho ra mình. Do you have... Ăn rồi. Oh. What can she build a fort on? Here, we have this chest, look. Look at the frames above our head, the look. The dining table, put a bed sheet, like, on the Well, the stuffing is gonna kill us. When the shop's open, would you go and get one? Wouldn't that be easier? Yeah. You can still go tomorrow, you know that. Tomorrow. It's still open. No, tomorrow, right? Yeah, it's still open. My mới cái thứ ba, public holiday. No, Mai còn public nữa đó. No, public holiday tomorrow. You know why? Mai, so, Mai public nữa. Nó sắp từ chưa hai ngày. Because it's because tomorrow. Tại vì. Today was the public holiday for Christmas. Tomorrow is the public holiday for Boxing Day. Really? Thì đúng rồi, thứ bảy với chủ nhật là thứ bảy là Christmas Day. Chơi ác vậy? But because ông này Christmas thích was on thích the quá, đi làm có tiền double. Double. Đi làm hai ngày lễ là được trả double. Double. Yeah, I'm getting double paid today and tomorrow. Ooh, can I have some money? No, you're hella rich. Huh? No, you're hella rich. Me and you have we're off, man. We're jobless at the moment. You know, this is how poor we are. We have to go and get. That's why we're at the backyard. We have to go and catch crabs to feed the family. That's why we're at the backyard, man. We're both off work. We have to go and catch crabs to feed the family. Oh my god! You should have seen me and her, man, on the bridge, on the jetty. Yeah. Two trolley each, one each. Wait, you haven't seen my trolley yet, eh? Sure. No. You go show her my trolley. And I got a... You might like your PJs. There you go. Let me open it. It's so cute. Is it from Peter Alexander? Again. Yeah. Gummy bear. Oh, nhà mình còn... This is nhà mình còn khô, khô mực. She can have mom. What wine are you guys drinking? There's a Wonder Open Orange Gentleman. Huh? Mosquito, đúng rồi, cái hiệu này con nè. Mosquito. Yeah, the pink mosquito. Mosquito, thương mũi. Mosquito. The pink mosquito. Oh my god, I'm gonna call it that one. Mosquito. Mosquito, man. Mom, I wanna make the clear table and put my mattress up there. Who's gonna stay there? I'm not. I'm having a lot in your room on YouTube though. Nam sleeps where she was lying before, and I put the mini mattress down on the ground for me. Yeah. Yeah. And then you guys can just put a sheet on top of you, and then it'll feel like a tent. We put the Christmas tree away today. So sad. Này các tưởng lộn của bây giờ là too much mosquito nữa. Kêu giống như Dũng kêu too mosquito. It's so cute. Hi, can I have a glass of mosquito? Mosquito. Oh. COVID. Oh my god. Giờ ho không có không dị ứng. Nhung was like, yeah, actually last night. This morning, you. I got scared that I had COVID. Hey, last night. Mà bữa đó tôi đang làm á, nó ăn cái cục kẹo không muốn, mình nó không muốn ho mà nó cứ ho quá bực. Trong cái đầu quỷ kia nó đang ngồi nó nói chuyện COVID đi chứ. Nó mệt. Giống như trong hãng có cái ông người Latin kia kìa.
ông không biết sao ông già mấy hai con đếp chưa để con đếp hả con đếp 842 ca vậy một, là một người chết sắp ngàn rồi đó anh. Nhưng mà cái percentage của cái Adelaide mình nó ít người chết lắm, từ đó giờ hình như có mấy người hả? Từ đông quá, nhưng mà chưa ít người bị, đông người bị là chết thì có. Nó lên tới ngàn, nó lên tới ngàn, tới một hai ngàn, tới đó là chết nhiều đi coi. Từ bây giờ giống như nó còn chỗ, bệnh viện nó còn chỗ để nó trị với. Mới mốt lên cái số lên cao rồi, nó không có chỗ trị là bảo đảm chết nhiều. Nó hết chỗ chứa. I believe that totally no one else might get sick. Yeah. Nah, but I think it's they tighten the borders now. Oh, did you guys close the borders? They no, the borders still open, but they're tightening this restriction. So hang on. We've gone back down to like 10 people per household. Indoor dining seated only, and four square meter per person. Nó vậy thôi, ai outdoors, two square meter per person. And this lady, she kept walking like really close to me, and I had to keep walking away. Like I was like this. I was like, oh my god. And she just kept coming close to me, and then I said, I'm really sorry, but can you please stay 1.5 meters away from me? Mm-hmm. And she goes to me, oh. Do you believe in that bull crap? And I was like, believe it? I said, have you been looking at the news? I said, it's not nonsense. Người I was like, COVID is a real thing. And I said, I could stay 1.5 meters away from me, or you can go somewhere else. And I said, go for it. Thì đó mình cũng phải kỹ, ai đâu có nói gì đâu. Chứ đám đông nó cái mưa cứ xong mình chạy vô á thử coi chết không biết là. No, there are some people who đông are still well, idiots. Is everyone double vax? Yep. Yeah. Oh, I am. Đó qua nó mấy đường con đi liền. Besides Junior. Mình sắp được nó mệt quay rồi. What about their booster? Have they booked for their booster shots yet? Yeah, 4 tháng. No. We're going for our booster in January. I think we're gonna do. Well, they say our booster, we can have our booster shots after 3 months now. Hôm bữa nó xuống 5 tháng, giờ nó cho xuống 3 tháng rồi. Là bắt đầu tháng 3 tháng là bữa mình chích đâu tháng 10 cho. Do you go work tomorrow? Sure do. Nhưng cháu ơi. We don't know yet. We might go crabbing again. October. Cái này chắc nữa chục người ăn. This one's a good one. Mấy này ngày nào ăn cái này cũng hai tuần sau chắc thành cái đông biếu. Không cần hai tuần đâu. Put me in that thing and we'll be home. Nó bể bánh treo. Hai đường giống chắc bể bánh treo á. Guys, you wanna see something that Brenton bought me for Christmas? What? You guys are gonna do it. Mấy rượu này uống nhanh không được. Uống nhanh nó xỉn ghê lắm. Tới nó xỉn là nào không thấy á. Xỉn đi ra. Uống từ từ thì không thấy thì nó lăn vậy đó. Uống nhanh lắm. Cái gì vậy? Vietnam. Bằng cái bia với được chơi à. What the? Okay, it means something, Jess. Chắc đang thèm bánh chèo. He gives you a hint. Yeah. Oh, chừng bánh khọt hả? Bánh khọt. Yeah, that one. Thấy chưa nhẹ, tao biết rồi. But I don't have the machine. Tao đâu cần machine. Yeah, they have a King Kmart. Đi giúp tàu á. Yeah, yeah. Có. Nó mua ở đâu vậy? Where do you buy it from? The book? Yeah. Dave, where'd you buy the book? David Jones. Yeah. Oh wow. It's kind of cool because like... Chắc 100 đồng cho cái cuốn sách đó quá. Để tao nấu một bao tao thì tao nấu cho ăn. Đưa tao 100 đồng thôi. You hear? Chắc cũng book tới 100 đồng quá. Next time come back here. Tell him to pay me 100 đồng tao nấu cho ăn.
Auntie said, whatever money you spent on the book, next time just go to Adelaide, give her the money, and she'll give you the recipe. No, she'll cook for him. I'll cook for you. Rất dễ chứ. Yeah. It's pretty good. Yeah. I didn't know that this guy was half Vietnamese, half French. Ai? Who is he? Luke Nguyen. Yeah. Luke Nguyen. No, he's not half French. He's full Viet. No. No, his family is half French. Luke nào vậy? No. Tên này quen quen à? Nó bên cái thằng Bình đó. À biết rồi. Cái thằng Luke Nguyen á. Nó đâu phải half French, he's full Viet. Tôi thằng bên Sydney á hả? Nó Melbourne nó có mấy nhà hàng bên Melbourne á. Mà đồ ăn của nó như lạc nhắc này không, nó giống như nhà hàng Việt Nam vậy đó. Nó khay đồ phở. Rồi nó khay đồ cho mấy người Tây, nó giống như nhà hàng Việt Nam vậy. Có cái thằng oh, babe, there's the full one that you like. But my auntie makes it better. Cái này gần là seasoning không anh biết không? Nhiều giá trị này, I reckon this. Nó thiếu có bò. Cái này đồ Tây mà không biết rồi. Cái này có peanut capsicum. Nó xay ra hơi vậy. He's from Sydney, mom, not Melbourne. Is it? I thought he's from Melbourne. No, he lives in Sydney. Ah. No, he has restaurants in Melbourne. He has a few restaurants in Melbourne. Bỏ vô cái này nhìn nó đẹp. Tính ra ở quan đây mà nó bán 8 đồng mà quá rẻ luôn. 15 đồng một cái. I used to watch him on SBS. Ừ, cũng dễ. Quá, I like, nó hay đồ luôn. Nghe ăn tùm lum hết trơn, không biết có bị quýnh lộn không ta? Nghĩ cơ bụng mình có bị quýnh lộn không? Mày đổ mới thật á. Những đồ nhà có hả? Hả? Phải đi mua hả? Đúng rảnh hả? Dạ, đúng thật ăn mấy. Nó đưa được. Chạy nước miếng. Do you know what we're gonna make tomorrow? Yes? What are you guys drooling over? We're gonna make bánh khọt. Yeah! What's bánh khọt? A little bánh xèo, mini bánh xèo. Isn't that what Brenton wants? Can I see your photo? Yeah, I'm finding it for you. Yeah, yeah. It's like this. Yeah, like that. You made that. Or was it in the book? It's in the book! No, it's in the book. Nhìn tưởng cái tray chứ. What machine do you buy? What plate is it? Đi xuất tàu á. No, they sell. It's like... Đi thôi, giống như cái egg, nó chiên egg vậy đó. À kêu nó order on eBay nó có chứ. No. Có. eBay có luôn đó. Okay, I'll have a look. Chắc on eBay á bạn. It's like little yeah. You know the little thing for little mini pancakes? Oh yeah. Yeah, so you can use that. Okay. You can use that, but bánh khọt, I think they put it over the gas fire, not electric. So you put the mixture in. Look, mom. Same thing. Look. Yeah. Scallops. Scallops. Mình lại cho tay là ăn. Oh, con scallop hồi tì mình đi ăn nhà hàng ngon thiệt chứ hả? Lấy từ đó giờ không ăn cái đó. Chưa ăn qua cái đó nha. Bún tàu hay nữa. Mình ăn này gì nữa ta? Nào bún tàu xào không bỏ ra hả? Được rồi. Okay. We're gonna go. Okay. We're having a family meeting here. Mà ăn sắp hết rồi mới meeting. Ăn sắp hết rồi. Ngồi làm teo hết rồi. Alright. Okay. I'll maybe get blanket okay. Out of nhồng. Okay. Okay, bye guys. Blanket nhỏ. Bye bye. Love you. Bye guys. Yeah, bye kìa. Bye cho Dũng kìa. Bye. Dũng. Cứ chờ đó. Okay. Mom. Okay. Bye, girl. Bye.
You work in Oregon. Ừ. Mai chắc đi làm bên kia. How many are you drink? Hi guys. And why you look like you're dying already? Yeah. You're lightweight. Even mom's better than you. Maybe because it was the day you were in the mattress. COVID. Con này mà dắn nó đi ra đường mà thì chắc mắt vẫn mở lại. Tại nó lạ lần COVID cái. Ai lấy con dẹt ra. Thôi đi vô nhà. Đi, ngồi chung e lưng mẹ. Ngồi, đúng rồi đấy mấy người lưng dạng. What is raining? What do we do? Bấm ra. À. Mưa mưa sao? Lấy bao bọc lại, mưa đâu mưa. Này ấm. Dạ, nó nắm, bận giờ thôi, nó nắm ngay đây nè. Đâu, mai, mai chương trình cứ ngày mai, đâu ngày nghỉ, day, day off number 2. Mai mới bắt đầu à? Còn mai quanh là hết đây. Mày thấy trong đây à? Hôm nay bắt ghẹ à? Bắt ghẹ hai bữa rồi, ê ấm rồi, hôm mai hết đi rồi. Bữa nay xuống nhà đèn câu nay biết câu mới nói ế đi mua mua mấy cái bát thôi chứ đó mắc vô cái lưỡi luôn. Ấy à, are we going cabin tomorrow morning? The water is not good. Mình ăn nhung ăn mấy trái đó hả? Trời ơi. I had two in there. Six. Oh, the other one, the peach is better. No. You like crunchy one? Mm-hmm. Oh, yeah. Mấy cái lưng mấy nho dạo này nhìn xấu vậy mà nó mất mất. Mom, can I get this? Definitely. It's like leaves. I want to decorate my room on the wall down there. Like this. You know we can go cheap and cheap and get them. Doesn't look like we can. Look at them going to China. This is not China. Yeah, that's from China. It comes in. It comes from China. No, it comes in like a week. Yeah, but it comes from China. You want COVID? Look how much. How cheap is chips in Kaima and it's like $6, $10, or whatever. $4 here. I'd rather pay more money and not get COVID. But there's no way we can go cheapest chips. Lạnh cái trong quá mượn chút cả. Học chung giờ. Cái áo gì đâu, đâu còn thọc vô cái tân hết cái tay á. Thôi cái như xòe mà đi tục. Nó lên bể ra nhúc. Cái gì mà bắt mấy chùm, chắc mấy chùm bạc. Dễ, nó quỷ. Nó đi mua dạ, dạ, mua dạ, mua dạ, nhúc mưa hết. Như cái nó luôn nè. Đè hầm. Nó rất quan hợp. Trời ơi, ăn chắc không hết nổi rồi. I'm tired, they're sleeping. Rồi tắt đi. Yeah. Goodbye everyone, xin chào. Goodbye. À, xin chào mọi người nha. Say bye to the freedom girls. Mọi người không ra đây được ngồi ngồi à. Chào mọi người nha. Bye. Xin chào mọi người nhé. Này đi ra ngoài giấc này lạnh rồi mọi người ơi. Bây giờ đi vô nha. Nó định lỡ ra chơi tới tối nhưng mà bây giờ gió lạnh quá thôi để đổi chương trình đi vô hẹn bữa khác nha. Rồi chào mọi người nha. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp nha. Bye.